Hello, chào các bạn. Chúng ta đến với phiên bản Genshin Impact 5.1 mới hôm nay nha. Map thì vẫn vậy thôi. Có thêm cái khu vực bé bé ở dưới này. Thêm cái con boss mới để chúng ta kiếm nguyên liệu thôi. Đặc biệt thì sáng hôm nay chúng ta có cái banner mới chúc phúc lửa rèn này. Hai banner mới của hai con nhân vật hệ nham. Bây giờ chúng ta vào cái nhân vật chính nào. Mình hiện tại đang có 15k nguyên thạch và 9 lần roll. Cái này chắc đủ roll rồi chứ. Nhưng mà nếu mà lệch thì cũng hơi đau đấy. Lệch là hơi khóc nha. Ok nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu roll này. Với 15k này thì chúng ta sẽ kiếm được có bị lệch không nhá. Mở bát bằng 10 nháy luôn. Quá quen thuộc màu tím rồi. Ok, tiếp tục nào. 10 nháy tiếp nha. Mình chỉ mong nó không lệch thôi chứ anh em ạ, chứ không mong ra sớm. Không lệch thôi là vui rồi chứ không cần gọi là ra sớm đâu. Đừng lệch bạn ơi. 30 lần. Ui ôi, ra cây kiếm làm cái gì. Còn 12k thôi. 1 lần. 40 lần. Đừng lệch là được. Mình không mong ra sớm, mình chỉ mong đừng lệch thôi. 50 lần. Ôi, mình nghi lệch quá. Sao mùi nó giống lệch tết thế nhỉ? 50 lần rồi. 60 lần. Ôi, 60 lần rồi. Lên sàn nhảy cái nhỉ? Banner trước mình đã lệch rồi, banner này không biết có lệch không? 70 lần, 70 lần. Ra đi, ra đi, ra đi. Ui trời ơi, 80 lần rồi. Chắc có sao cây kiếm nào mà lệch gì nữa. Giờ mà lệch là hơi buồn nha. Lệch là hơi bị buồn nha. Lệch là hơi buồn nha. Đừng lệch nha. Ly 80 lần đấy, 82 lần đấy. Ui. Ok, quá tuyệt vời. Không sao. Rồi thế thôi nhá, vũ khí chắc khỏi roll đi. Nhân vật là được rồi em ạ. Ngon quá, ngon quá. Rồi. Oh. Sionen. Hay là gì đây? Mình rất là thích chơi những con nhân vật hệ nham nhá anh em. Kiếm được à? Đây, cho cái kiếm mà mình không có nhiều kiếm nhá, thôi cho cái kiếm này đi. Không hợp tông cho lắm nhỉ. May quá không lệch em ạ. Lệch thì đau lắm. À, theo phòng ngự à? Phòng ngự, theo phòng ngự thì lấy vũ khí khác đi. Theo phòng ngự thì lấy cái của mẹ, của Abedo đi. Cho Abedo ra ngoài chuồng gà chơi. Rồi, xong. Thử mấy kiếm của Abedo được, được. Đỡ phải roll chấn đấy em ạ. Với 4k này mình không roll ra chấn được đâu. Ngon lắm nhưng mà không roll ra được đâu. Bao giờ mà kiểu ra sớm ấy, ra sớm sớm chút ấy thì mới roll được. Mình không tự tin cái nhân phẩm của mình đâu. Ok, đại khái là ngon rồi. Không lệch là ngon mọi người ạ. Banner trước mình lệch kinh đích mà. Xong phải roll tiếp đấy em ạ. Sắp yêu thích 10 rồi. Đây. Yeah, let's get. Say. Cái này mới là leo tường chứ. Ok. Nhưng mà buổi roll hôm nay cũng không đen cũng không hên. 82 lần ra. Đại khái là bình thường như bao người khác, không đen không hên. À đâu, hơi hên một chút bởi vì nó không lệch, bởi vì mình làm gì có bảo hiểm đâu. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video mình. Nếu thấy hay hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ mình ra các video tiếp theo. Giờ thì tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người ở các video sau.